Xin mời các bạn hãy đến đền Bà Vũ thuộc thôn Vũ Điện, xã Trần Lý. Thờ bà Vũ Thị Tiên, người con gái năm xưa, được Nguyễn Dữ chép trong Truyền Kỳ Mạn Lục vào thế kỷ thứ 16. Đây là một trong những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tiêu biểu của tỉnh Hà Nam. Truyền rằng vào thế kỷ 15 ở Sang Vũ Điện, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, có vợ chồng ông Vũ Thận và bà Nguyễn Thị Phiên ăn ở rất nhân từ. Ông bà có 4 người con, trong đó có cô con gái út đặt tên là Vũ Thị Thiết, hiệu là Lương Hương. Lương Hương là người học giỏi, thấu hiểu kinh sử, làm thơ rất hay. Đến năm 19 tuổi, quê nhà bị mất mùa, lạn đói xảy ra khắp nơi. Lương Hương bàn với các anh đem củ cải giúp người già yếu, được dân làng hết lời ca ngợi. Tên là Trương Huyền. Cưới nhau chưa được bao lâu thì Trương Huyền phải đi lính, để lại người vợ bụng mang dạ chửa. Sau một năm, Vũ Thị Thiết sinh được một người con trai, làm một mình nuôi con, phụng dưỡng bố mẹ chồng rất chu đáo. Vào hàng đêm, mẹ con ngồi bên bóng đèn nhìn bóng mình in trên vách. Vũ Thị Thiết thường nói với con: đây là bố đẻ. Và nói: ông không phải bố tôi, bố tôi tối mới về. Nghe tin thế, Trương Huyền hết mực ngờ vực và mắng nhức vợ mình. Vũ Thị Thiết khóc lóc phân trần nhưng chồng không tin. Quá đau khổ, bà đã dâng mình xuống sông tự vẫn. Nhân dân thương nhớ người con gái trung hậu mà cuộc đời chịu nhiều lỗi cay đắng, nên đã dựng miếu thờ bà bên sông để hương khói phụng thờ. Lễ hội đền Bà Vũ được tổ chức hàng năm diễn ra trong các ngày 19 đến ngày 21 âm lịch để tưởng niệm ngày mất của bà. Vào ngày 20 tháng 8 âm lịch, đây cũng là dịp để dân làng tạ ơn thần Phật, cầu cho quốc thái dân an. Dự lễ hội, du khách thập phương còn được tham dự các trò chơi nhân gian như kéo co, cờ người, cầu kiều, bắt vịt, vịt
mắt đập liêu.